Kính thưa anh chị em, ở đời ai cũng mong được giàu sang phú quý, được tiền tài danh vọng, được quyền lực lẫy lừng. Thế nhưng có một người lại không thích sống theo những gì người đời mơ ước, mà lại đi tìm kiếm một đời sống khác, có thể nói là một đời sống lội ngược dòng, để sống theo những lời chúc phúc của Chúa Kitô mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Hết sức khó khăn, trái ngược với những gì người ta mong ước, người đó không ai khác chính là đức cha Pierre Lambert de Lamotte mà chúng ta mừng lễ giỗ của ngài hôm nay. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có ở thành Lisieux vào năm 1624, đức cha có đầy đủ hết tất cả những gì mà người ta mong đợi. Lớn lên, ngài học hành rất tài giỏi, cho nên vì vậy, mặc dù mới 22 tuổi thôi, ngài đã được đặc cách để giữ chức thẩm phán tòa án thuế vụ ở thành phố Rouen, là một trong những thành phố lớn của nước Pháp thời bấy giờ, thủ phủ của miền Normandy, quê hương của ngài. Tiền tài danh vọng, quyền lực đầy hứa hẹn, một tương lai đầy mơ ước. Thế nhưng năm 30 tuổi, ngài đã giã từ hết tất cả, từ bỏ chức vụ, từ bỏ tất cả những gì người ta mơ ước, để chỉ muốn sống theo gương của Chúa Kitô, theo lời mời gọi của ngài. Năm 31 tuổi, chính vì lòng khao khát được đi truyền giáo, đem ánh sáng của Chúa Kitô, đem tình yêu, đem tin mừng của ngài đến cho các thổ dân ở Canada, cho nên ngài đã xin lãnh chức linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 1655. Thế nhưng Chúa đã chọn cho ngài một con đường khác, một chức vụ khác, cho nên chương trình truyền giáo ở Canada đã bị bãi bỏ. Vì vậy, ngài đã mạnh dạn nhậm chức vụ đó là giám đốc trung tâm bảo trợ người nghèo ở thành Rouen. Trong gần 2 năm trời, ngài làm việc ở đây không chỉ để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, những người bần cùng, những trẻ em thất học, những người đau yếu không người chăm sóc, không người chữa chạy. Ngài còn chia sẻ đời sống cùng với họ. Ngài sống hết sức nhiệm nhặt, hết sức khổ hạnh, để dành thời gian chiều tối, ngài cố gắng nói rằng là không ăn uống gì nhiều, để có thể tâm trí được thảnh thơi, có thể để học thêm thần học với một vị giáo sư thần học đến từ Đại học Sorbonne của Paris, gốc Ái Nhĩ Lan. Năm 1658, tình cờ ngài lên Paris để xin chính phủ tài trợ cho trung tâm bảo trợ người nghèo của mình. Trong thời gian lưu trú ở Paris, ngài đã tham dự một hội nghị về truyền giáo, và ngài vô cùng hết sức ngạc nhiên, bởi vì tại hội nghị này người ta đã đề cử ngài là một trong những vị giám mục hay đại diện tông tòa sẽ đến hoạt động ở vùng Viễn Đông, tức là quê hương của chúng ta. Nghe như vậy thì ngài lên đường đi Roma, không phải bởi vì ngài muốn chức vụ, thế nhưng bởi vì ngài khao khát được đi truyền giáo. Mà đáng lẽ ngài đã được đi rồi, nhưng mà cho đến hôm nay ngài vẫn chưa được đi. Cho nên vì vậy ngài đến Roma để mong ước rằng nhờ sự hiện diện của mình mà Đức Giáo Hoàng ở Thánh Bộ có thể sai ngài đi truyền giáo. Chúng ta biết rằng từ 10 năm trước, cha Đắc Lộ sau khi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, ngài đã quay trở về Roma, vận động xin tòa thánh lập những vùng truyền giáo cho đàng trong và đàng ngoài, và gửi những vị truyền nhà truyền giáo này các đức giám mục đến để hoạt động, vì ngài thấy cánh đồng truyền giáo trên quê hương của chúng ta đầy triển vọng, thế nhưng lại không có thờ gặp. Nhưng mà Thánh Bộ còn rất do dự vì rất nhiều khó khăn. Trong đó có một lý do tế nhị, là đã sợ đụng chạm với quyền bính chính trị là người Bồ Đào Nha. Họ có quyền bảo trợ các sứ truyền giáo ở Việt Nam mình. Và hơn nữa, một lý do thực tế nữa, đó là ngân khố của tòa thánh không có được rộng rãi cho lắm. Bây giờ nếu mở thêm vùng truyền giáo thì lấy đâu ra tiền? Bà thấy như vậy, đức cha Lambert từng với kinh nghiệm của một thẩm phán, cho nên ngài đã thuyết phục được tòa thánh
bằng cách hứa sẽ dâng tài sản của mình để trang trải cho hoạt động truyền giáo ở của giáo hội ở vùng Việt Nam. Cho nên sự việc đã nhanh chóng được giải quyết. Năm sau, 1659, cùng với đức cha François Panluy, hai vị được đặt làm đại diện tông tòa, đức cha Panluy ở đằng ngoài, còn đức cha Lambe ở đằng trong. Mấy tháng sau thì ngài chịu chức giám mục. Sau đó thì ngài rất nhanh chóng thu xếp hành trang để lên đường đến xứ truyền giáo của mình. Và ngài là vị đại diện tông tòa đầu tiên được tòa thánh bổ nhiệm vùng hoạt động vùng truyền giáo ở Viễn Đông vào năm 1659, người đầu tiên lên đường. Thế nhưng chúng ta biết thời bấy giờ tình hình chính trị ở Việt Nam quá khó khăn, các cha dòng tên bị trục xuất khỏi xứ. Cho nên sau gần 2 năm trời, nếu tính cuộc hành trình của ngài từ thành phố Marseille đến kinh đô Thái Lan Ayutthaya thì gần 2 năm trời, ngài phải chọn kinh đô của vua Vương quốc Xiêm làm nơi trú ngụ, bởi vì ngài không thể đến Việt Nam ngay lập tức được. Gần 17 năm trời làm vị đại diện tông tòa của giáo hội ở đằng trong. 17 năm thì quá ngắn ngủi đối với một đời người, thì nhưng khá dài đối với một vị giám mục, với một nhà truyền giáo, để ngài có thể đóng góp điều gì đó cho giáo hội Việt Nam, cho quê hương của chúng ta. Có ba đóng góp lớn mà đức cha đã để lại cho giáo hội Việt Nam, mà đức cha Hùng đã chia sẻ như chúng ta vừa tham dự ở hội trường. Và đóng góp lớn nhất đó chính là ngài là vị đại diện tông tòa đầu tiên, hay là vị giám mục tiên khởi của vùng truyền giáo đằng trong. Và với tư cách này, ngài đã đặt những nền tảng cho về việc tổ chức của giáo hội một cách quy củ. Mặc dù rất khó khăn, cuộc hành trình từ Vương quốc Xiêm đến Việt Nam đầy nguy hiểm vì chính sách cấm đạo của vua chúa nhà Nguyễn và nhà Trịnh ở miền Bắc. Thế nhưng vào năm 1669-70, ngài đã làm cuộc hành trình đầu tiên đến hàng ngoài để thay cho đức cha Panluy kinh lý các anh chị em tín hữu giáo hội đằng ngoài. Và tại đây chúng ta biết ngài đã tổ chức cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam, đó là cộng đồng Phổ Hiến vào năm 1670. Trước đó thì ngài đã tổ chức cộng đồng ở Ayutthaya, nhưng mà đó là cộng đồng dành cho các nhà truyền giáo. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy bản văn của cộng đồng cũng rất dài, rất chi tiết. Trong cái cộng đồng Phổ Hiến là những điều hết sức cụ thể, để làm sao? Để không chỉ các nhà truyền giáo mà thôi, cả những linh mục Việt Nam vừa mới được phong chức, những thầy giảng, rồi cả những giáo dân anh chị em Việt Nam cũng có thể thực hiện được. Đó, trong đó đặt ra đường hướng, nền tảng cho những hoạt động hết sức cụ thể, thế nhưng cũng lại có ý nghĩa rất lớn, tạo tiền đề cho sự phát triển và tồn vong của giáo hội Việt Nam sau này. Của chuyến công du thứ hai, nhưng mà lại chuyến công du đầu tiên đến đằng trong, ngài đã thực hiện vào năm 1671 và 72. Đây là chuyến đi có thể gọi là không chính thức về phía chính quyền Việt Nam, bởi vì ngài không được phép. Trong chuyến đi này thì ngài đã cũng giống như ở đằng ngoài tổ chức cộng đồng ở Hội An, và những ý tưởng mà ngài đã dùng ở cộng đồng Phố Hiến cũng được lấy lại trong cộng đồng Hội An này. Nhờ vậy mà giáo hội ở miền Nam cho đến lúc này chưa có một tổ chức đường hướng rõ ràng, thì nhờ cộng đồng Hội An đã đem lại cho các linh mục bản xứ cũng như các thầy giảng và các nhà truyền giáo những đường hướng cụ thể để có thể hoạt động và loan báo tin mừng trong điều kiện hết sức khó khăn. Chuyến đi thứ ba của ngài đến Việt Nam, nhưng lại chuyến đi thứ hai đến đằng trong, được thực hiện vào năm 1675. Lần này thì ngài đi chính thức do chính Chúa Nguyễn mời, và đã đưa tàu đến tận Bangkok để rước ngài. Điều đó cho chúng ta thấy ngài không chỉ được các anh em đồng đạo của mình quý mến, mà cả hai vị quốc trưởng vua Xiêm và Chúa Nguyễn, cả hai vị này đều muốn có đức cha hoạt động ở trong lãnh thổ của mình. Thế nhưng
Đức cha không thể ở mãi lại ở đằng trong được. Ngài theo lời hứa Ngài đã hứa với vô xiêm, Ngài phải quay trở về nơi mà Ngài đang trú ngụ. Do công việc quá sức hết sức nặng nề, do đời sống hết sức nhiệm nhạc, khổ chế, và do biết bao nhiêu đau khổ mà Ngài phải chịu đựng, trong đó có một đau khổ lớn là bệnh tật. Mà trong chuyến đi đằng trong lần thứ nhất, có lẽ Ngài đã bị đầu độc, thế nhưng Ngài không nói gì cả. Chỉ có cha Va-sê, là người bạn đồng hành của Ngài, đã nói rõ là bị một người tự xưng mình là Kitô hữu, một ông quan, đầu độc Ngài cùng với cha Va-sê. Chính những điều đó đã làm cho sức khỏe của Ngài đã sớm sa sút. Ngài qua đời khi vừa mới hơn 55 tuổi. Không chỉ Đức cha đã đóng góp cho giáo hội rất nhiều với tư cách là một vị giám mục đầu tiên, thế nhưng còn đóng góp một điều nữa rất quan trọng, đó là với tư cách là đại diện tông tòa, Ngài đã thành lập Hàng Giáo sĩ Việt Nam. Và chúng ta có thể nói bằng một cách khác, như Đức cha Hùng đã chia sẻ, Ngài là cha của giáo hội Hàng Giáo sĩ Việt Nam. Vì chính Ngài đã mạnh dạn phong chức những thầy giảng. Những thầy giảng này do các anh em dòng tên họ đã đào tạo, thế nhưng sau đó Đức cha đã phong chức cho họ. Sở dĩ Ngài có thể làm một việc có thể nói là liều lĩnh và mạo hiểm, mạo hiểm bởi vì điều đó sẽ trở thành duyên cớ, nguyên nhân cho sự chống đối của các tu sĩ hoạt động dưới quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Thế nhưng Ngài làm với niềm xả tín, vì tin rằng với ơn thánh của Chúa giúp trợ giúp, với sự cố gắng của con người, những linh mục Việt Nam mặc dù còn rất nhiều khiếm khuyết về thiếu sót về mặt tri thức, thế nhưng có thể nhờ ơn Chúa giúp họ có thể vượt qua được để có thể trở thành những mục tử thực sự. Vì chúng ta biết mục tử cần trái tim hơn là khối óc, và trực cảm của Đức cha đã đúng đắn. Những vị linh mục này chính không chỉ là chiếc cầu nối giữa các nhà truyền giáo và giáo dân Việt Nam mà thôi, mà các ngài chính là những người đã dẫn dắt giáo hội, đưa giáo hội Việt Nam, đưa các anh chị em tín hữu vượt qua giông bão. Và nhờ vậy mà giáo hội của chúng ta mới có thể đứng vững. Trong khi đó có một giáo hội anh em cùng rất giống với chúng ta, đó là Nhật Bản, thì lại công cuộc truyền giáo lại gần như bị chấm dứt sau khi các nhà truyền giáo bị trục xuất ra khỏi xứ sở. Đức cha không chỉ truyền chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên hoa trái của giáo hội, mà hơn thế nữa, Ngài còn lập chủng viện để duy trì sự hiện diện lâu dài của các linh mục bản xứ ở trong xứ sở. Và còn hơn thế nữa, trước khi qua đời, Ngài đã dâng hiến toàn bộ tài sản của mình, những gì mình được còn sót lại cho Hội Thừa Sai Paris, để với mục đích là họ để duy trì chủng viện đàng trong, đào tạo các linh mục Việt Nam. Và đóng góp thứ ba mà nhiều người rất dễ dàng nhận ra, đó là Đức cha chính là đứng sáng lập dòng Mền Thánh Giá. Đối với Ngài, khi còn sống ở quê nhà, ở nước Pháp, hình ảnh những chị nữ tu tham gia hoạt động tông đồ, làm việc bác ái, phục vụ người nghèo có lẽ đã trở nên phổ biến, bởi vì dòng tu đầu tiên được thành lập ở Pháp vào năm 1604, 20 năm trước khi Đức cha chào đời. Thế nhưng ở Việt Nam điều này hết sức mới mẻ, và chúng ta có thể nói đây là một cuộc cách mạng thực sự, cách mạng về xã hội, cách mạng về giáo hội. Một dòng tu chuyên lo bác ái cuộc dành cho các chị nữ tu ra đời. Và sở dĩ như vậy bởi vì Đức cha đã nhận ra sự đóng góp rất lớn lao của những người phụ nữ trong bối cảnh Việt Nam. Đức cha rất trân trọng sự đóng góp của chị em, cho nên Ngài đã mạnh dạn ban cho chị em một tu luật, một lối sống mà phù hợp với điều mà Đức cha đã ấp ủ, đã tâm niệm từ năm lên 9 tuổi, đó là cái lối sống của những người Mến Thánh Giá. Sở dĩ như vậy bởi vì nhà truyền giáo nói riêng và người Kitô hữu nói chung cần phải có sự hy sinh mới có thể sống tình yêu một cách trọn vẹn theo gương của Chúa Kitô. Mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe, Ngài cũng nhắc lại, Ngài nói rằng chúng tôi chỉ rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều mà người ngoại giáo hay là người Hy Lạp cho là điên rồ,
Và người Do Thái cho là cớ vấp phạm, thì đó là điều mà chúng tôi tâm niệm và rao giảng. Đức cha không chỉ đóng góp cho giáo hội qua ba cái việc quan trọng như vậy, thì nhân còn suốt cả cuộc đời của Ngài, Ngài đã sống trọn vẹn mầu nhiệm thập giá, hay chúng ta có thể nói một cách khác, đó là linh đạo thập giá theo gương của Chúa Kitô. Và mầu nhiệm thập giá này được thể hiện qua cuộc đời của Đức cha Lambe, cũng qua ba điều mà chúng ta thấy rất rõ. Thứ nhất là sự từ bỏ, thứ hai là lòng trung thành, và thứ ba là lòng yêu mến đối với Chúa và đối với tha nhân. Về sự từ bỏ, chúng ta thấy Ngài sinh ra trong gia đình quyền cao chức trọng, được người đời trọng vọng như vậy, sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để theo Chúa Kitô. Rồi khi được đi truyền giáo, Ngài cũng sẵn sàng từ bỏ quê hương, từ bỏ cuộc sống êm ấm, lên đường đi truyền giáo, sẵn sàng đối diện với rất nhiều nguy hiểm. Mà may mắn cho Ngài, bởi vì đoàn truyền giáo của Ngài không có ai làm sao cả, trong khi đoàn của Đức cha Panluy và Đức cha Cotolendi thì có rất nhiều người đã thiệt mạng trên đường đi, và chính Đức cha Cotolendi cũng tử trần trên đường đi trước khi Ngài đến nhiệm sở. Đức cha đã từ bỏ hết tất cả, cả tài sản của mình, để dâng hiến cả cuộc đời, cả con người của mình để phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Và hơn thế nữa, Ngài luôn luôn thể hiện lòng trung thành, trước hết là trung thành với tình yêu của Chúa, trung thành với sư vụ của mình và trung thành với tòa thánh. Chúng ta biết rằng khi Ngài phong chức linh mục cho những linh mục Việt Nam đầu tiên, Ngài đã gặp sự chống đối dữ dội của các tu sĩ hoạt động dưới quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Ngài sẵn sàng đón nhận điều đó. Và như Ngài nói trong bức tâm thư, cũng là di chúc của Ngài đó, Ngài nói rằng tôi ao ước được chết ở trong giáo hội công giáo và vâng phục hoàn toàn tuyệt đối vào Đức Giáo Hoàng. Gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không bao giờ Ngài từ bỏ ơn gọi của mình, từ bỏ sư vụ của mình, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với anh chị em giáo dân, với các anh em linh mục, với những nhà truyền giáo. Và điều cuối cùng trong linh đạo thập giá của Đức cha Lambe, đó chính là lòng thương đối với anh em đồng loại. Tình thương này được thể hiện rõ từ khi Ngài còn sống ở quê nhà, phục vụ những người nghèo khổ, những người bần cùng trong xã hội và chia sẻ đời sống cùng với họ. Tình thương này Ngài còn thể hiện cho cả những anh em chị em lương dân khi Ngài đến xứ truyền giáo. Tình thương này Ngài thể hiện rõ đối với các cộng tác viên của mình là các linh mục, các tu sĩ và giáo dân. Và tình thương này Ngài đã dành cho, theo gương Chúa Kitô, cả những đối thủ của Ngài nữa. Bởi vì trong chuyến đi lần thứ ba, tức là thứ hai đến đàng trong, Ngài đã bị các tu sĩ tố cáo lên triều đình với những trọng tội mà theo pháp luật của Việt Nam thời bấy giờ thì có thể bị án tử hình. Thế nhưng Đức cha không vì vậy mà Ngài trả thù những người đã gây cho Ngài phải đau khổ. Ngược lại, Ngài sẵn sàng lấy tinh thần của tin mừng để tha thứ cho họ. Đúng như những lời chúc phúc của Chúa Giêsu trong 80 phút thật mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tất cả đều có thể nói 8 lời chúc này hiện diện trong cuộc đời của Đức cha Lambe de la Mốt. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta mừng lễ dỗ của Ngài một cách long trọng, với ước muốn sâu xa. Chúng ta hy vọng, chúng ta cầu nguyện để nhờ ơn Chúa giúp, và nếu đẹp lòng Chúa, chúng ta hy vọng một ngày không xa, giáo hội sẽ nhìn nhận không chỉ những đóng góp to lớn, công lao của Ngài đối với giáo hội Việt Nam mà thôi, nhưng cả gương sáng đạo đức mà Ngài đã thể hiện qua linh đạo thập giá. Ngài đã sống điều đó từ khi còn nhỏ và đã di nguyện lại cho các anh chị em mến thánh giá, không chỉ các tu sĩ mà cả những người sống đời mến thánh giá tại thế. Xin cho lời cầu nguyện của chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Đức cha, cộng với sự bảo trợ của mẹ Maria và thánh Giuse là bổn mạng của giáo hội Việt Nam. Xin Chúa ban ơn soi sáng giúp sức để những cố gắng của chúng ta, những ước nguyện của chúng ta một ngày không xa
sẽ sinh được hoa trái để giáo hội tiên phong Ngài và hàng ngũ các thánh. Và lúc đó linh đạo thập giá của Ngài không chỉ là một linh đạo, một lời mời gọi mà thôi, nhưng còn là một gương sáng đạo đức để cho chúng ta, những con cháu của Ngài, những tín hữu Ngài hôm nay có thể noi theo, theo như lời mời gọi của Chúa Kitô. Ai muốn theo Thầy thì hãy vác thập giá của mình mà theo mỗi ngày. Xin cho ước nguyện của chúng ta được Chúa nhậm lời. Amen.